Ngày 16 tháng 1, ông Mai Văn Dưỡng, Phó Giám đốc phụ trách ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam cho biết, trong lúc đi nương rẫy, người dân phát hiện đàn voi rừng gồm 5 cá thể về sát khu vực dân cư, thuộc lâm phận khu bảo tồn này để tìm thức ăn. Đàn voi trong khu bảo tồn gồm 8 cá thể, trong đó có 5 cá thể thường xuyên xuất hiện gần làng nhưng không gây hại cho người dân. Nếu như trước đây, khi chưa thành lập khu bảo tồn voi, đàn voi này thiếu thức ăn, thường xuyên phá hoại hoa màu. Còn trong đợt này, đàn voi ít gây hại hoa màu, nương rẫy của nông dân. Nhờ có đề án tạo sinh kế cho người dân vùng đệm, nên xung đột giữa người và voi đã giảm hẳn. Từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam đầu tư hàng trăm tỷ đồng, quy hoạch 19.000 hecta để thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 13.000 hectare. Ngoài ra, vùng đệm khu bảo tồn rộng 25.000 hecta thuộc chính xã Nam huyện. Đây là khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên của Việt Nam được thành lập. Đàn voi ở huyện Nông Sơn có cấu trúc đàn nhiều cấp tuổi khác nhau và rất khả thi cho sự phát triển trong tương lai.